Ok, hello anh em. Hôm nay thì tôi lại chơi một con game cũ thôi. Game này lúc trước thì đã từng chơi rồi. Game có tên là Let's School, xây dựng trường học. Rồi, chúng ta vô game luôn. Có thời gian thì vô game giải thích thêm. Lúc trước thì tôi đã chơi game này một lần rồi, nhưng mà lần này thì cũng chơi lại từ đầu. Cố gắng lần này chúng ta xây được một cái học viện gọi là hoàn chỉnh tí, lên được trường cấp 2, cấp 3 đầu. Lúc trước thì mới chơi là lần đầu tiên làm quen nó hơi bỡ ngỡ một tí, nên tôi cũng xóa hết file save này, chơi lại từ đầu luôn. Chế độ nhập file, vùng ôn đới gần kề, 8 ô, bản đồ, đây rất nhiều thứ. Độ khó thì chơi nó khá dễ một tí, bình thường khá dễ. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng xây một cái học viện thật là ngon nghẻ trước cái đã. Bức thư này thì ông thầy ông đi rồi, ông nhượng để cho mình nguyên cái trường để mình quản lý. Ông có giấu một cái kho báu trong trường nữa, nếu tìm được nó thì nó sẽ là của mình. Đây, hiệu trưởng của chúng ta mặc bộ đồ này cho nó chỉnh chu nha, đeo thêm cầm tiếng đen vô nữa, không có gâu đâu, gãy gú thì không có gâu. Tóc thì cho cô hiệu trưởng cái tóc đuôi gà này đi. Màu da thì châu Á chúng ta làm tí. Có chỉnh được màu tóc không? À đây. Rồi, tạm thời như thế này ok. Tiếp theo là chúng ta chỉnh qua cái đồng phục của mà học sinh, biểu tượng là con mắt kiến này đi. Nữ thần hả? Học viện Việt Nam thôi, tên là học viện thôi, chơi nó chung tí. HV cho mà em gái lên làm logo luôn ha, chủ đạo luôn. Màu thì xanh lá và cam. Cam và xanh lá. Cái này cũng gì luôn. Đẹp chưa? Cái màu này là cái màu gì mà tôi không thấy nó thay đổi gì anh ta? Cái màu vì ngoài này tôi không thấy nó có thay đổi gì mấy. Thêm nữa cho mình HọcViệnZ. Rồi mấy cái đồng phục, à đồng phục bên đây. Này đi, dễ nhìn. Rồi đồng phục nữ, cổ trang ha, theo truyền thống cổ điển luôn, hay là anh em thích kiểu Nhật Bản như thế này. Cái này thì nó cá tính này hiện đại rồi. Thôi sẽ nhận hoàn thành. Đây là ngày đầu tiên chúng ta đến mà đảm nhận cái khuôn viên nhà trường này, phải xây khá nhiều thứ. Thấy mà tướng đi phan thai đầy tự tin không? Trường cũng như cái dễ lao vậy đó. Lúc trước thì không biết chơi nên mà xây tầm bậy tầm bạ quá, với lại nâng cấp nó bị lỗi thời, thành ra việc học hành đồ nó không có suôn sẻ cho lắm. Đây là cô Lâm. Đây cô Lâm là giáo viên kiêm luôn chức trợ lý. Rồi em này đi còn ngon và xanh, nhưng sẽ hỗ trợ mình hết mức có thể. Rồi hướng dẫn đi, lâu quá không chơi. Tôi lóc FPS về một cái đã. Rồi tạm thời ẩn FPS luôn. Bây giờ phải dọn cái đống rác này nè. Lúc nào ít không ta? Rồi, sạch sẽ chưa? Chết rồi, lỡ bán luôn hai cửa sổ rồi. Rồi còn một cái tầng trên đó, nhấn F với G. Rồi xuống tầng dưới thôi. Chúng ta dọn rác cái đã. Đây là cái sổ tay hiệu trưởng của mình, cái này biết rồi. Cái đó là ông thầu xây dựng đó, cái công việc của tôi đó. Đó, mình đã dọn dẹp xong. Bây giờ mở rộng cái phòng này ra cái đã. Đúng rồi, cái bui cái phòng học. Phòng học thì cần có một cái cửa lớn. Đây, một cái bảng đen, một cái bục giảng. Rồi ok luôn. Tiếp theo là bàn học của học sinh. Sau đó thì mình có thể trang trí thêm một số thứ nữa, như là giá đựng hộp cơm gì nè. Rồi muốn cái trang trí thì nó nằm bên đây. Giá đựng hộp cơm, thức ăn cho mèo, ba cái đồ chơi cho mèo gì trong nhà này không à. Mèo vịt gì kệ nó đi. Rồi xây xong bấm vô đây. Bây giờ tôi mở rộng, mình sẽ đi tuyển sinh cho cái trường của mình nữa. Cái này lúc trước anh em coi cái phần 1 của tôi chắc nhớ rồi. Học sinh tiềm năng ở khu này, mình đến đây tuyển sinh vô cái ngôi trường của mình. Rồi vô lớp nha các em học sinh. Ở chỗ đưa tuyển sinh, tốn 1.000 tiền, tiếp nhận được 9 đơn đăng ký mỗi tuần. Đảng trí, trời ơi, học lực trừ 40%. Tiếp nhận đồng bộ. Sau này mình sẽ tuyển thêm giáo viên. Rồi bây giờ phân công chủ nhiệm vô cái lớp. Ở nhà dấu cộng ở đây, chọn toàn bộ. Đây là mình phân chủ nhiệm lớp là cô Lâm, đang rảnh rỗi nè. Sau đó mình xếp lịch học với ông ta. Phải xếp lịch học nữa. Vô đây, mới bấm vô nó kêu bỏ xuống. Ở đây là mình có 4 môn học nè. Thường đầu tiên em vô mình chỉ tập trung hai này thôi, nên cấp 2 nó mới học thêm cái thể chất và nghệ thuật. Rồi bây giờ thì do nó thi cử, nếu như qua cái kỳ thi thì coi như mình thành công. Xuống cái này là mấy môn nó nâng cao rồi, nên thành ra mình chưa có dạy được đó, chưa được nghiên cứu. Sau này mình nghiên cứu, mình mở hai cái môn học này ra thì nó mới bắt đầu nó học. Hai môn này khóa rồi, chứ cho nó nghỉ quá rồi để đại đi đó. Cái khu vực chỗ mình tuyển sinh đầu tiên á, nên học sinh nó khá yếu kém tí, nên mình phải kèm cặp nó nhiều hơn. Đó, mở rộng cái trường mình ra rất là rộng rãi luôn. Đầu game mình có tiền nên cứ tiêu pha thoải mái đi. Tôi vừa bán mất cái gì hay gì rồi. Phòng học hơi tối, mình sẽ phải là chỉnh sửa cho nó sáng lên. Đây nè, con mắt nó có 51 à. Nên bây giờ mình phải xây thêm một số cái cửa sổ. Rồi ok. Bữa cho có 5 đứa gì nè. Tuyển sinh nó nằm ở đâu ta? Đây ạ. 6 tiếng nữa mới tuyển thêm được một mớ học sinh nữa. Trong lúc đó thì tôi sẽ xây thêm một số căn phòng. Rồi ok, gọn ghẽ rồi đó. Bây giờ thì tôi sẽ quy hoạch xây thêm một số cơ sở nội thất nữa. Chúng ta có phòng học rồi, bây giờ chúng ta cần làm thêm một cái phòng nhà vệ sinh nam nữ. 12 ô thì 4x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thì tôi sẽ 5x3 đi. Rồi tạm thời nhà vệ sinh nữ bên đó, nhà vệ sinh nam bên đây, hai bên cặp vách luôn ha. Rồi tăng thêm một tí điểm trang trí cho nó sạch sẽ nữa. Chỉ có một vài cái cây thôi đó. Mình nên trang trí cái gì nữa đây? Nhà vệ sinh thì nên để cửa sổ không? Mới có 4 điểm mà phải thêm một cái gì nữa. Từ từ trang trí cái gì cho nó đẹp lên tí nữa. Hay xây đại cái cửa sổ ra cho nó thoáng đãng đi. Bên này cũng tương tự cái gì luôn. Ở đi đó, thoải mái chưa? Rồi ok, xong cái phòng mà hai cái nhà vệ sinh rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ xây phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu chẳng nằm bên đây đi. 15 ô, 15 ô thì đủ không ta? Chưa đủ hả? Rồi ok hết rồi. Phòng nghiên cứu thì chắc tôi phải xây hai cái luôn á. Phòng quản lý nữa. mới level 1 à, kệ cũng được rồi. Rồi, thằng hiệu quả nghiên cứu. Mấy cái này là mấy cái gì tôi không biết nữa. Rồi, mình sẽ tuyển dụng thêm một số cái mà giáo viên để họ đi nghiên cứu. Lương hàng ngày chỉ số này cũng khá là thấp. Trình độ nghiên cứu thấp quá. Nhưng mà mấy chỉ số khác cơ bản cũng được. Tuyển đi. Tuyển này luôn. Rồi học sinh muốn có phòng trà. Rồi ok, sẽ có phòng trà cho các học sinh. Thay cái phòng nghiên cứu để đầu game mình đẩy nhanh cái tiến độ nghiên cứu lên. Rồi bây giờ mình xây tiếp cái phòng trà. Rồi sắp xếp vô cái phòng quản lý bên đó. Do mình không xây được cái này đó. Rồi, đẹp đẽ đã. Bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu cái nào. Sạp đồ ăn trước. Có sạp đồ ăn để mình làm kinh tế nó tốt hơn. Bây giờ mấy học sinh nó đói. Tôi lên. Sao lớp học bị dối chấm than làm sao ta? Không có giáo viên hả? Đang thiếu người. Cô Lâm qua đó rồi thì bên đây là chưa có ai làm được. Tuyển luôn. Giá hơi cao một tí. 3 tiếng nữa mình mới tuyển được. Chuẩn bị có lứa học sinh mới nè. Lên tiếp nhận toàn bộ. Rồi xây nhà vệ sinh trong ngoài đó máy lên. Hết rồi, sao với đó. Hiệu trưởng là mình mà. hiệu trưởng là mình, còn cái này là cô Lâm. Phòng quản lý cũng chỉ có cô Lâm. Kẹt nha. Mấy người kia thì không có chứng chỉ quản lý nên nó không thể vận hành được trên chung. Thành ra cái lớp học thì bây giờ BNK đi qua đây em, dễ đứng lớp đỡ đi. Coi, rồi thế này là không tỏ rồi đó. Chúng ta chưa xếp cho mấy học sinh vô nữa. Xếp sao ta? Rồi bây giờ mình sẽ đưa một số nhân viên mà ưu tú đi đào tạo. Đào tạo thì nó dựa vào cái chỉ số nào ta? Trình độ đào tạo nè. Hôm nay tới 28 rồi. Hôm nay nghiên cứu hơi thấp nhưng mà giảng dạy thì khá tốt. Anna Farmer cho đi giảng dạy lên 20 luôn. Một ngày à. Căng tin mình nghiên cứu gần xong rồi nè. Rồi nghiên cứu xong cái căng tin này mình tới phòng nghỉ cho giáo viên. Bây giờ mình có thể xây mà mấy cái sạp đồ ăn ở ngoài. Sạp đồ ăn thì chắc xây ngay đây luôn. Giờ cái cây này qua đây đi. Mình sẽ xây thêm một cái cổng nữa. Nội thất, cửa đi, cổng. Sạp đồ ăn 18 ô thì chắc xây là 20 ô, 24 ô luôn. Mình sẽ bán món bên trái, xong rồi mình copy ra một cái nữa. Bên này thì bán cái món gì ta, món bên phải. Rồi, chống chống ngang bên hai bên cho nó rộng rãi thoải mái. Rồi qua bên một đi. Đó, hai cái căng tin cặp dách với nhau luôn. Bây giờ mình phải tuyển thêm một số đầu bếp. tuyển dụng, tuyển đây nhân viên hậu cần, hai đầu bếp. Ê, tuyển lộn rồi. Bảo vệ lúc này thì chưa cần lắm. Làm sao đi đuổi ra ta? Chết tôi rồi. Xe tải, bấm nhầm sau ghi anh. Mọi thứ vận hành có vẻ là trơn tru. Đó, ăn đi học sinh ơi, lên tiền coi. Tiết 5 này, chuẩn bị học xong rồi tan trường này. Học sinh còn đâu lủi thủi vô đó vậy? Rồi sau một ngày học tập và làm việc vất vả, đó ngày mới học sinh lại đến trường. Anh tóc lên mới cưng, nhớ báo bố mẹ đóng học phí đầy đủ nha. Là rồi có giáo viên nào có thể tuyển thêm được nữa không? Chỉ số khá là thấp luôn, chịu áp lực không tốt nhưng mà nghiên cứu khá là tốt. Bắt luôn, bắt về cho đi nghiên cứu. Mình cho nhiều người cùng nghiên cứu thì đương nhiên là cái này nó chạy nhanh hơn, hiệu quả nghiên cứu lên 2 luôn nè. Đó là 3 người đang nghiên cứu cùng lúc nè. Nên có giáo viên nào mà chỉ số nghiên cứu cao cao tôi bắt gì hết. Tuyển sinh 2 tiếng nữa mình tuyển được một khóa nữa, 1 tiếng nữa. Sau đó mình có thể đầu tư vô khu dân cư nè, cho nó thông minh lên tí. $35.000 tiền, 200, hai cái này 500 điểm rồi, khó lắm. Rồi, đã mở sạp đồ ăn rồi. Giờ nghiên cứu phòng nghỉ ngơi cho giáo viên. Mấy đứa kia học nhập học mà trễ 1-2 ngày nhưng mà chắc nó cũng đậu thôi. Đây một nè, sẽ có người một ngồi nghiên cứu gì ta. Mấy môn này thì hiện tại chưa cần nên chắc nghiên cứu cái mà cơ cấu trường. Định hướng tương lai là dựng một ngôi trường khang trang sạch đẹp. Gớt được cái gì vô cái inventory cho tôi rồi. Sao như thế này vậy? Ở giữa nó trống quá không em? nó chống hàng này đi, tí nữa mình có thể lấn nó ra tới ngoài này luôn. Học sinh nó đi vô, nó rẽ trái rẽ phải, nó vẫn vô nhà vệ sinh được. Đây, ví dụ luôn. Mình có thể mở rộng ra một dãy nữa nè. Này mình được cái gì nữa nè. Khoan, nếu như thế này thì mình thu nhỏ cái diện tích này lại luôn đi. Đây, định hướng tương lai nãy mình chọn là mấy cái này. Tổng điểm xây dựng 8.000, cái này chắc khá là lâu đó nên chưa cần ghim đâu. Rồi, chỉnh chỉ đẹp đẽ chưa? Không có sai lệch gì nữa nha. Ok, ngon nghẻ rồi đó. Bên này đang thiếu người hả? Bên này tương tự thì dắt đôi cũng mở rộng ra một ô luôn. Bỏ một ô dọc này, thu lại một ô ngang. Đây, bấm vô cái này. Bấm vô mở rộng ra. Rồi, ok, quá ngon nghẻ luôn. Xây thêm 6 ô hả? Xây cái này là 6 ô gì nữa. Chỉnh sửa nè, thêm dấu cộng nè. 6 ô chắc thêm mà cái cổng này. Gì đây? Có dấu chấm than gì đây? Hình như có đứa học sinh nào đó nó mới chơi game thì phải. Học hành không lo, tối ngày vô chơi. Sau này mình mở em khoảng 2-3 lớp nữa, xây thêm một số căn phòng ở đây nữa là trưởng bài luôn á. Chỗ này mình xây cái phòng bảo vệ. canteen làm ăn thế nào. Đó, lợi nhuận mấy ngày thì cũng khá rồi đó. Em này giảng dạy tốt rồi, cho lên một tí quản lý nữa ha. Coi như dành 2 ngày cho em nó lên luôn. Quản lý thì mình có thể cho vô cái phòng quản lý, hoặc là có chứng chỉ quản lý mình đưa vô đây. Đầu game mà tuyển nhiều giáo viên quá là không có thời gian để chăm lo luôn. 28 luôn nè. Học sinh, 7 giáo viên, 2 nhân viên cán bộ nữa là coi như tỷ lệ bằng nhau đó, 99 luôn rồi đó. Bây giờ xây được cái phòng nghỉ ngơi. Chưa đủ level 2 nữa rồi. Thêm một số cái tranh đó. Số 18. Thêm cửa sổ. Thêm vô còn 170 à. Hợp lý, vừa phải, các khoảng trống. Ok luôn. Cái ghế này thì nó tăng cái chỉ số nhiều hơn là cây cảnh. Ghế này cộng 5 mà mình thiếu tới là 20 điểm rồi đó. Nên có thêm cũng không có chỗ thêm đâu. Như thế này là ổn rồi đó. Đấy. Trời ơi, đi xuyên tường luôn. Ngày nữa. Hết rồi, mình không tuyển thêm được nữa. Bảo vệ phải có trình độ quản lý nữa ta. Nhắc nhỏ đó, đừng cho nó chơi game. Mình cũng đang chơi game nhưng mà mình cấm tụi nó chơi game nha. Anh em thấy cái học viện nó khang trang hơn chưa? Có quy chuẩn đường lối rồi đó, hơi chống chống tí thôi. Nhưng mà sau này mình sẽ nâng lên. Giáo viên này đi đào tạo xong chưa? Còn chút xíu nữa xong rồi. Em này là có tư chất đó, có tiềm năng đó. Hôm nay lỗ 5.000, chắc là do mình xây dựng hơi quá tay. Tiền mình vẫn còn nhiều mà. Thả một bà cá. Phải tăng số lượng học sinh lên, hoặc là lấy cái điểm cống hiến, hoặc là xây thêm những cái cơ sở mới. Xong rồi đào tạo xong nữa. Rồi nó lại đào tạo tiếp tục. Vậy thôi. Em nó quản lý thì về cho nó vô đây làm quản lý. Khá là tốt luôn. Không có chứng chỉ quản lý hả trời. Rồi để ý đến cái tiến độ nguyện vọng của học sinh. Mấy em học hành sao rồi? Bé kỷ lực. Lớp học thì chắc là vẫn đầy đủ thôi. Ghét để ngang chiếc cửa luôn á. Về đây lại đi. Chưa có thiết bị chữa cháy gì ở đây nữa. Ủa có cháy nhà hay là cái gì nữa à? Tìm được 3.000 lượt đánh giá tích cực nên mà họ cho mình cái này để mình đắp vô đây nè. Ngộ không? Đây, phòng nghỉ ngơi rồi, yên tâm đi. Đấy, giáo viên cứ vô đây nghỉ ngơi thoải mái nha. Đào tạo sắp chưa? Sắp xong rồi, không đến 1 ngày nữa. Nghiên cứu thì cũng gần xong cái thứ hai rồi. Tiếp theo thì chắc nghiên cứu bãi đậu xe đạp để mình có thể tuyển thêm một số nhân viên lên nữa. Hoặc là nghiên cứu mấy môn học mà mới có năm nhất là chưa cần đâu. Có thì nghiên cứu sân chơi quá cho học sinh nó chơi bời rồi, chứ không thôi nó chơi game nhiều quá. Bây giờ mình nên kiếm ai là hôm nay chỉ số cũng khá tốt nè. Trưởng nhóm gì ta? Trưởng nhóm nghiên cứu gì, chắc mình cho em này đi tăng cái chỉ số nghiên cứu lên đó. Lên được 21 điểm luôn. Lớp này sao có dấu chấm than ở đây? Thiếu môn đại số, không sao. Chết rồi, hai đứa thi gớt hả? Nó thiếu ngữ văn. Rồi, đậu. Toán đủ rồi, thiếu văn hả? Mém nữa à? Đó, đợt này chơi nhanh hơn lần trước biết nhiêu á. Nãy đâu mới nghiên cứu xong cái gì ta? À, cho nó đi thám hiểm. Tái cơ cấu trường, mở phá chức năng thăm dò và lễ hội. Rồi, bấm vô đây, mở bản đồ đi thăm dò. Đấy, bây giờ tụi nó đi giờ này không còn đứa nào chịu học hành nữa cho nó. Nhưng mà đi xong thì không biết nó có mà cấp độ 3 lắm. Nhập về nuôi. Này là con mèo. Thấy nghiên cứu gì nhanh dữ vậy ta? Không đào tạo thêm một nhân viên nữa. Hình như tôi nhớ ở đây trong ba lô có là rất nhiều con mèo luôn. Con mèo nào, miếng ấu nè, máy chơi game mình tịch thu của mấy đứa học sinh nè. Gấu trúc là cái độc nhật và đặc quyền của mấy anh Trung Hoa này nha. Cứ đi thập nhò gặp cái cói, gặp con mèo meo 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 đựng nó thôi. Rồi tự động luôn lên được một bậc rồi. Cơ sở mình xây được cái gì mới mà báo chấm than à? Sân chơi à? Sân chơi kích thước này bao nhiêu? 30 ô 6x5. Sân chơi với sân thể dục thì chắc cho nó nằm bên này đấy. Sáu ha. Đây là cái gì? Còn gì nữa không? Trung bình vừa phải. Rồi, sau cái sân chơi còn cái này là cái nơi một phát biểu mà. Rồi ok, dọn vệ sinh đầy đủ rồi. Bấm vào cái này. Chỗ này hơi dơ nữa, không sao. 2 ngày nữa là thi rồi. Nó tìm được cái bản đồ kho báu, nó mò mò chỗ đó. 5.000 đồng, 5.000 đô. Rồi, bút mấy cái hiệu ứng tăng động khá là ngon luôn. Rồi vòng ở đây thăm dò tiếp cái bên này. Bên này chúng ta có là nhu yếu phẩm hàng ngày đó. Mấy cái gì vậy nè? Trời ơi, 4.000 đô. Tăng thể chất, mấy cái này sau này cần bút thì mình mua. Hiện tại chưa cần. Bên đây là phải có cái bãi đậu xe đạp thì mình mới mà tuyển dụng được mấy học sinh bên đó. Tại nó khá là xa trường. Bên này thì tôi chưa biết là cái gì. Lần trước cũng có mua thử rồi. Đây là trường đào tạo Phương Nam. Nơi là dạng như đối tác kinh doanh của mình, đồng nghiệp của mình đó. Trời, nãy giờ không ai đi đào tạo hết ta. Bây giờ ai đang là nhóm nghiên cứu à? Trần Hồng á. Đây em này là đầu bếp. Anh Nơ Farm bây giờ dạy học cá rồi, cho cô Lâm đi mà nên kỹ năng quản lý một tí hả? Không trả tiền tăng ca, trời ơi ác. Ba ngày đầu tuần là nơi để mình tiếp nhận mấy cái đơn đăng ký học tập. Đó, này mà thấy cũng sang trọng hơn nhiều. Thử đi thăm dò có vấn đề nữa hả? Đi vòng thôi. Trời, vệ sinh cá nhân giảm xuống. Mấy đứa này ăn hại thiệt. Tí nữa thì mình nên canteen cho nó ngon nghẻ hơn. Thì cái sạp đồ ăn của mình sao ta? Nhiệt độ thì chưa cần đâu. Mẫu phá mùa học dọn dẹp vệ sinh đó. Sao thấy nó hiu hiu sao vậy? Phòng y tế. Phòng y tế chắc là quan trọng á. Tí nữa mình lên cái phòng y tế đi. Giảng dạy thì vẫn chưa cần. Hay là nâng cấp cái bãi đậu xe đạp cũng cần đó đâu. Để mình mở thêm một số cái khu học tập đó. Mạnh văn học lên ngôi. Đây là cái trường ở bên mà đi tham quan nông trại luôn đi. Chuẩn bị thi cử rồi đó nha. Trường công lập này tê hả? Khen ngợi nó tí. Khen ngợi tí nữa. Khen ngợi nữa. Giao lưu mình cho nó tí tiền được không? Nó có lên điểm không? 14% thì lên được 52%. Cho nó 5.000 lên được 52%. Năm 5% hả? Chỉ chắc cho thêm 2-3.000 đó. 20 là 58. Mất lại 1.000 đi. Năm 8 rồi. Một ngàn nó không chịu. 2.000 thì xả thừa á. 200 1.200 không chịu luôn. 1.300 này là cái gì? Kem que à hả? Rồi mình trao đổi với trường đó. Gấu trúc của mình nè. Bây giờ học sinh nó đi lang thang trên con quỷ mèo nó nằm bàn đó nè. Gấu nó cũng nằm bàn đó nè. Học sinh đi chơi còn gấu với mèo thì vô đây nằm lang thang. Sao lại có bãi rác ở đây vậy? Không ai dọn à? Chết rồi, mấy cái này không có bán được cho ai luôn. Điểm xây dựng này phải 8.000 nữa. Không biết tới khi nào. Học sinh bắt đầu nó chơi đồ ăn mình nè. Không ai dọn rác rồi đi. Rồi, ngày mai bắt đầu thi thử rồi đó. Là đợt này mình chơi là gần bằng lần trước luôn rồi. Lần trước thì cũng mới là thi xong với cấp 1, sau đó mới qua cấp 2 được về bữa. Giờ mình đào tạo cô Lâm thì đã lên tới đây rồi. Đào tạo mấy nhân viên mà quản lý đi. Giáo viên chủ nhiệm này giới hạn có 16 à. Tìm những nhóm nghiên cứu đi, nghiên cứu lên tí nữa để mình có thể đẩy nhanh cái quá trình nghiên cứu này lên nè. Trong tiếp theo là bài đầu xe đạp. Ủa đào tạo vẫn chỉ mà 1/1 đó ta. Vì cái nãy mình nghiên cứu cái đó thì nó lên được cái gì? À nó ghi chứa thêm một nhân viên nữa nè. Phòng đào tạo nhân viên. Mình phải xây cái cơ sở đó. Đây 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 đây. Còn này thiếu cây á ta. Mỗi phòng phải có một cái cây mới được. Thăm dò đã gặp thất bại. Tham quan nông trại. Rồi kết thúc cái hoạt động này thì quay trở về. Mình chỉ có học sinh thôi, không có cái gì đáng mà để trao đổi với bên này cả. Trong bãi đậu xe đạp luôn hả? Mà chưa mới bắt đầu nghiên cứu mà. Này hái trong cây nè. Chỗ này sao nó dơ dơ làm sao thôi. Cái này tôi không biết nữa làm sao. Tối quá à. Tối quá thêm cửa sổ. Lấy vừa phải trung bình cây cỏ. Em này coi như đạt đến giới hạn nè. Chỉ số thấp quá à, có 7 nè. Rồi đi lâu lâu một chuyến luôn. Này giáo viên thì chắc cho lên giảng dạy. Rồi đào tạo này được cái 4 người là ngon hết đó nha. Hôm nay là thứ mấy rồi không biết nữa, nó ghi như thế này mùa xuân năm ngày thứ 5 bây giờ. Nào ưu tiên mấy cái chỉ số này nè. Nhưng mà giáo viên nghệ thuật thì mình chưa cần cho lắm. Đây cái trình độ đào tạo là phải cao thì mình mới nâng mấy kia lên được. Vẫn level 1 hết thôi, chưa có ai lên được level 2 cả. Rồi bắt đầu coi mấy cái lứa học sinh của mình nó thi cử sao. Sau cái đợt này thì chắc tôi sẽ chơi dậm dậm lại một tí. 999 vừa qua hết bài thi rồi. Ok, lên được trường cao đẳng marketing Cảng Văn. Học huấn điệu phết đó chứ. Trường chúng ta thì rớt tới hạng 9 lần, nhưng mà không sao, tuyệt hảo, được tăng thêm một số chỉ số điểm. Thì là cái khu dân cư phố Thanh Thạch của mình mới duy trì quan hệ, mới mà quan hệ hữu hảo. Rồi bây giờ mình tổ chức sự kiện á, tăng được có mấy chục điểm à. Đây cho cái này đi, tiến hành tổng vệ sinh 2 lần, nhưng mà tiến hành sao cơ sở nào chưa được phân quản lý. Em này nếu như không đi quản lý nữa thì đây chuẩn bị xây cái phòng cho mấy đứa năm 2 nó lên nó học nè. Cô Lâm bây giờ đi quản lý rồi, cô Lâm có cái bằng quản lý thì mới đi quản lý được. Em này cho đi dạy đi, em cứu có 8 điểm à. Rồi mình có 2 cái khu dân cư mới. Chấm than là sao ta? Nóng à, quá nóng à. Trên đường 100.000 tiền. Mới có 6 người à. Bây giờ cái này thì nó lên lớp 2 trên này. Giờ chúng ta xếp lịch thôi. Cái kiểu này là phải nghiên cứu sớm mới được. Chết rồi. Lớp 11 trước đi, lớp 11 nó học dễ. Ngày cuối gì chưa có. Thôi rồi. À, nghiên cứu lẻ cho tụi nó học. Mình nghiên cứu môn đại số à. Phát biểu cái đã. Bỏ bài phát biểu luôn, lỡ cuộn ở đây rồi không biết bị cái gì nữa. Tôi đến đâu là cuộn nhẹ nó qua thôi, hóa ra là nó cuộn luôn. Nóng quá thì làm sao ta? Một chỗ đặt mấy khối băng vô cho nó mát đi hả? Phòng nào cũng nóng quá vậy. Mình đang nghiên cứu đẩy số rồi. Ông này nghiên cứu văn học. Mấy ngày đầu thì chắc nó học không được. Không được thì cho nó đi qua mấy cái chỗ này cũng được mà. Nó không nghiên cứu đó. Đó chị lẹ lên. Đây được Bộ Giáo dục cấp cho má tiền để hoạt động. Tiến hành tổng vệ sinh 2 lần, nhưng mà tổng vệ sinh sao? Tôi không biết chỉnh cái này làm sao luôn. Làm sao để mình tổng vệ sinh cho tụi nó được? Đó, xong cái ngày đầu mình dạy được đại số rồi đó. Nhanh lên, nhanh lên. Ok, bây giờ nghiên cứu mà xã hội luôn. Trời mưa kìa. Mưa mà học sinh nó dẫn ra đây nó tán nhảm, nó chơi bời. Lại giống chấm than là sao đó. Là mấy môn ngữ văn chưa cần đó. Từ từ rồi sẽ được học thôi mấy cháu ơi. Không có gớt đâu. Cứ tin tưởng vào hiệu trưởng là trên nào này. Không chơi game nữa nha. Cái tiến hành tổng vệ sinh 2 lần này bấm vào đâu để nó làm đó. Còn hiệu trưởng nóng à, 30 độ mà nóng. Thiếu cây xanh. Thiếu cây xanh thì thêm cây xanh. Được chưa? Rồi tí nữa sẽ có mấy môn để yên tâm. Mấy cục trụ là cái gì tôi cũng chả biết nữa. Lên cấp 3 thì chắc nó mới cần cái này. Sinh hoạt đầu tuần này thì được cái gì không ta? Thôi vậy mình nghiên cứu cái mà mày đâu xe đạp đi. Nhóm đi thám hiểm nó nhông nhông tới đâu mất tiêu luôn rồi. Cái này để thi đấu câu lạc bộ. Tiến hành tổng vệ sinh 2 lần thì bấm vào đâu? Mới ngày 1 à, nhận hết, nhận được. 8 25 31. Giảng dạy 13 31. Chưa cần giáo viên thêm. Tụi nó đang học khá tốt rồi. Con quỷ gấu nó nằm trên bàn rồi. Con quỷ mèo nè. Rồi mình sẽ nghiên cứu mở cái cửa hàng tạp hóa lên. Nhưng mà từ từ đã. Tôi định làm cái gì quên mất rồi. À, cái tổng vệ sinh 2 lần á. Tiến hành tổng vệ sinh 2 lần thì bấm vào đâu? Không biết chỉnh sao để cho học sinh nó tổng vệ sinh nữa. Có một người đọc đơn hả? Đây em này bậc 2 nè. 39. Kệ bắt về đi đào tạo dần dần. Mỗi ngày 1000 đô là hơi bị chát đó nha. Còn cái nhân viên nào phế phế tí nữa tôi sa thải luôn. Đây. BNK tay lo này chắc tí nữa sa thải. Này cũng sa thải luôn rồi. Những nhóm bộ phận nghiên cứu nè, chỉ số này thấp quá. Bim ra đây lo rồi chắc cũng tuyển luôn. Lại nóng mà còn cục đá đây mà. Nhiệt độ cho nên làm quản lý chính. Mình sa thải 2 người rồi, bây giờ mình có thể tuyển thêm 1 người nữa. Vì có chứng chỉ quản lý sơ cấp nè, cho vô cái văn phòng quản lý bên đây cũng được. Nhưng mà trước mắt cứ đi nghiên cứu rồi đó. Còn lâu lắm. Tiếng nữa tuyển được à? Mới có ngày đầu tiên thôi nên vẫn còn tuyển thêm 1 mớ học sinh lớp 1 được. Tế bào học chưa có nhưng mà nó đậu hết này. Lớp 11 học sinh làm 2 đứa. Bây giờ tới cái đào tạo. Liền đó nấu ăn lên một tầm cao mới luôn. Trình độ giảng dạy em này thì đến hết khả năng này, chắc tôi cho mà nghỉ việc luôn, coi như là viên ca tay lo phải không. Chỉ số thấp quá à. Sao cơ, vì lý do gì chứ, tôi thích. Giáo viên của mình là xã hội, thiếu giáo viên xã hội thôi. Tự nhiên thì cũng khá nhiều rồi. Không có. Người nội bộ đề cử cũng không có luôn. Cái gì vậy? Tính thang thì nó như nè, chỉ có giáo viên. Mình đang làm hiệu trưởng cô Lâm rồi, quản lý rồi, cái này chủ nhiệm rồi. Thì lớp 21. Cô nào qua đây dạy đi. Logan. Phòng quản lý nãy có cô Lâm. Giúp Bigo cho Linh quản lý được nè. Bây giờ đào tạo trình độ quản lý. Gì chấm tan nữa rồi, dơ thì đi mà dẹp. Rồi ok biết rồi. Không chịu nổi áp lực á. Mình 46 đủ nè. Đói bụng thì ăn ở mà trung tâm thương mại đi cho nó sạch sẽ. Lần trước ăn ở ngoài cái phố thương mại nó ăn xong nó đau bụng luôn. Thì 29 thì chắc đẩy trình độ nghiên cứu lên được á. Giáo viên á, giáo viên thì cho lên giảng dạy đi. Sắp tuyển được rồi nè. Cái này tôi không biết làm sao nữa. Làm sao mình bấm vô mà tiến hành tổng vệ sinh 2 lần được. Đúng giờ đâu. Cái này nghiên cứu là không phải nè. Cái này cũng không luôn nè. Thành menu nó chỉ có bao nhiêu đó. Kìa. Toàn tự nhiên không mà. Không có giáo viên xã hội đâu chứ anh trời. Quá thấp. Được phết luôn, level 3 luôn á. 58 điểm nghiên cứu luôn nè. Trường phải ở cấp độ 3. Trường mình mới cấp độ 2 à. Được người ngon thì lại trả ra gì 400 mấy đô. Đăng 2 cái tin tuyển dụng. Tiền chí thì mình có thêm cái giá sách mới. Còn 4 cây. Chút gạch đá. Tượng người suy tư. Bắt nó hiệu trưởng lại đó, đừng có chơi game đó. Thôi đi, tịch thu máy luôn. Tịch thu được cái máy chơi game nữa nè, 9 cái rồi. Chỗ này nhìn nó bẩn bẩn sao? Cái này làm sao để mình cho nó tổng vệ sinh được ta? Nghiên cứu xây lên cái tầng 2 luôn. Nhưng mà ở dưới này còn đất trống nhiều quá nên chắc chưa cần lên tầng 2 đâu. Tầng 2 đang tốn tiền đó, từ từ tích. Được, mất 1.000 tiền nhưng mà tăng được một tí điểm. Bên mình mở được cái trường Quang Minh Woodwood gì ở đâu đây nữa, ở đây nè. Khám phá cái chỗ này luôn. Cái ngợi đó đó. Giao lưu thì cứ thí tiền cho nó thôi. Mới 5% mới trao đổi được, cho nó 5.000. Mua mấy cái này nó có tác dụng gì không ta? Mua thứ ơi. Sinh thì nó vẫn thi đậu thi đổ 13 đứa. Lớp 1 13 đứa, lớp 2 nhiêu đứa ta? Đấy. Sao đứng game ơi? Rồi nó gắt game tôi luôn rồi. Trời ơi, gắt game mày nó cho thêm 2 cái hình tụ. Thiệt là độc ác quá đi mà. Không biết nó là đứng ngay khúc nào nữa chứ. Không, theo cái hình này thì cũng mới gần đây thôi. Lúc mà mình mới quan hệ hữu hảo như bên kia đó. Và lúc này mình quăng 5.000 qua rồi. Rồi, không cho khen nữa thôi, cái cứu nhau cái gì? Sao mà dơ dữ vậy nè? $6.000, 4.6 ngày. Không, hết khả năng em này coi như là tới 30 mấy đó là hết khả năng. Tiếp theo cho lên quản lý thôi, lên tới tầm 29 này là hết cỡ. Sau này mình tuyển lứa giáo viên mới rồi. Không có giáo viên mà xã hội nói trên toàn giáo viên tự nhiên không à. Mình đang thiếu xã hội nè, xã hội chỉ có mới có 2 người à, trình độ cũng tương đối, Lâm với Anna. Còn bên đây thì tự nhiên cũng có 2-3 người à, 4 người luôn rồi. Nghệ thuật thì có rồi nhưng mà chưa cần, thể chất thì chưa có. Sự chấm than nhanh vậy à, lại trời nóng quá nữa hả. Cục đá thôi. Còn cái này tôi không biết làm sao nè, nó yêu cầu lục soát cơ đồ của học sinh, tôi cũng không biết làm sao để làm nữa. Tám 800 điểm thì mà trường mình mới lên được cấp 3. Nãy mình nghiên cứu môn xã hội rồi phải không ta? Chưa, nghiên cứu cái này rồi phải qua cái này cái nữa, mình cho sinh hoạt đầu tuần cái nữa, rồi lúc đó thì mới bắt đầu môn nghệ thuật với thể chất. Đôi khi lên cấp 3 là tụi nó cần 2 môn nữa. Sắp hoàn thành rồi nè. Nó dám mang con ếch vô nó dọa nguyên ngồi trường luôn mấy đứa này. Thì thu được con ếch hả? Nè, 3 con ếch luôn, vãi thiệt. Cứu cái trên đây. Lớp 2 này nó đi chơi hết rồi, nó không học hành gì nữa. Chết rồi, nó bắt mình phải xây cái cửa. Nó không cho dời cái này. Từ từ. Cái này là cái phòng môn sinh học. Người bạn giáo viên hả? Bạn giáo viên nó để ở đây á. Phòng này hình như là hơi rộng rồi đó nha. 8 cái nữa, 8 điểm nữa. Cứu mà mở cửa ra. Sao gì ta? Là xong hả? 5/5 mà. Còn có giáo viên nào mới không? Tự nhiên level 2 chưa cần. Này có biến gì nữa đây? Giúp một tay. Rồi bả khen thưởng, khen tặng cái trường mình cũng được. Là gì đây? Thiếu ánh sáng và nắng nóng. Thiếu ánh sáng thì mình thêm cửa. Sáng trưng luôn. Ánh sáng bây giờ đã hợp lý, phổ thông vừa phải. Lên bậc 2 rồi. Hơi lạnh phải không? Hơi lạnh thì cho nhiệt độ mát xuống. Vẫn nóng nữa hả? 2 cục băng rồi mà. Này thiếu mấy cái bồn rửa ngoài trời. Vệ sinh. Tí nữa mình xây thêm một cái phòng bảo vệ ở ngay đây. Toàn giáo viên tự nhiên mà không có một tí giáo viên xã hội luôn á. Nhưng game này bị cái gì á? Lại tự nhiên. Về cái này nhưng mà ra cho ai á? Làm phát 160 đồng á. Lại tự nhiên thế nào? Không có giáo viên xã hội. Rồi có dấu chấm than nữa rồi. Trời lạnh quá hả? Nhiệt độ 22. Thời tiết thay đổi chóng mặt luôn. Ông này ổng lừa dối thôi, đứng ra vạch trần luôn. 5 điểm tự nhiên. Đây là những cái khu dân cư mới. Cái này là thể thao. Mấy cái này khó nha. Cái này được nè. Có 7 đầu xe nè. Ở chỗ đi tiến sinh luôn. Điểm mà 7 điểm thì không biết được không á. Bây giờ đang ngày thứ 3 nè. Đang coi cái lịch học nữa rồi. Thôi bây giờ vô thì rớt luôn á, bay ơi. Giờ vô không kịp đâu. Hẹn các em là học kỳ sau nha. Cái quái này làm sao tôi không biết. Phố đất đen thì không dư giả nhưng lại nóng. Cái gì mà nhiệt độ nó thay đi, nó nhảy như mà máy điện vậy. Cơ sở liên kết với phòng quản lý gì ở đây. Cái này biết rồi. Này rồi luôn. Mười 18/22 là sao? Đấy, còn học sinh chưa được phân lót nữa hả? Đủ hết mà. Sao lại có mấy đứa thi rớt là gì hả? 99 đậu hết rồi ta. Hôm nay 13, 22 đủ chứ. Vô chơi với mèo nè, thấy không, lành mạnh đi. Tối ngày chơi game qua đây học sinh học nè. Bây giờ nghiên cứu lên cái tầng trên nè. Cái này là sao? Cái này là của cái tầng trên của mình đó hả? Vào nhà dạy học số 2 nè. $69.000 hết tiền rồi. Cho nó lên cấp 3 thì chắc nó lên trên học. Còn cái này sao nó tăng chậm dữ vậy ta? Chưa mở được ba cái này nữa. Tiếp theo nghiên cứu ưu tiên hai cái này nè. Tuyển dụng giáo viên thì vẫn chưa có giáo viên nào ngon nghẻ hết. Đấy. Trời ơi, nãy không chọn cái này hèn gì. Gacha, làm lại gacha ha. Đây gì đây? Lại chơi game. Tịch thu không biết bao nhiêu cái máy đó. Thôi đi. Toàn bộ level 1 hết, không đáng. Level 2, giáo viên tự nhiên. Giáo viên xã hội level 2, 42 luôn, được. Nhưng mà lương kiểu này hơi bị nặng nha. Kệ tuyển đi. Level 3. Tuyển luôn. Mình nghiên cứu này sao rồi? Để coi mấy cái giáo viên mà chụp kém kém tí thì mình đuổi luôn. 28 là thấp nhất nè. 4 xã hội, 4 tự nhiên, 1 nghệ thuật. 30. Tính tổng điểm thì em này vẫn còn được. Nói chung cũng khá là cao rồi nên giữ rồi đi. Không, không cần đuổi ai hết. Bây giờ bổ sung người vô đây làm việc tiếp. Không 2 ngày nữa. Tí nữa mình phải tuyển thêm một giáo viên thể dục. Nhưng mà nghệ thuật. Nghệ thuật hình như mình có rồi. Nghệ thuật có rồi. Tuyển thêm một giáo viên thể dục nữa là đủ. Sao cái ô này nó màu đỏ luôn rồi. Rồi thám hiểm ở đâu ta? 1/1. Lớp màu 1 đi đi. Mình cứu cái này không biết sao mà lâu dữ. Bên này nè. 0.2 ngày. Trình độ khuyến nghị là 51, cái này là 38, cái này là 35. 38 với 35 cộng lại ra tới 73 lận. Rồi cho một lớp đi tình nguyện 29. Hiện dạy với quản lý là coi như là tối đa rồi đó, không có lên được nữa. 2.000 đô để lên cái này. Thôi coi như là cứu chót cho cô đi. Bên này tại sao có dấu chấm than? Em này không chịu nổi quản lý. Em này có chịu được có 7 áp lực à. Nên chắc cho cô Lâm lên làm trưởng nhóm. Rồi xong rồi em nó xuống dưới. Em Lâm nó chịu áp lực tới 27 rồi. Tôi muốn dời cái cầu thang qua chứ để cầu thang ở đây nó hơi vô duyên á. Lúc này hai cổng nó lại gần quá, nhìn cũng kỳ. Thôi kệ đi. Này không phải cửa, cũng không phải cổng luôn. Cái này trung bình, cửa cỡ lớn, này cửa lồi đôi. Với cái cầu thang này, không, đổi cầu thang nhỏ lên. Xây được cái gì che ở bên đây ta? Ba nữa. Ui đi xích. Đó, đẹp lại đó. Đó. Lớp này chưa gọi là lớp đâu. Còn lâu lắm mới lên được bậc 3. Mình xây được cái gì mới nữa nè. Phòng dạy học môn xã hội. Cái này là cái gì? Bàn giáo viên là chỉ có một cái thôi. Này là bàn đơn. Này bàn giáo viên hả? Bản thì cũng chỉ được một cái à. Cây rất là mát mẻ luôn đó. Rồi, ok ha. Cái bàn này 5 điểm, phải ít nhất là 3 cái bàn này nữa mới được. Lại nóng hả? Gì thế đây? Cái này thì không cần. Cái này sắp hết học rồi mà hận đông. Bữa khác đây. Hẹn mấy trò lần sau. Mình cho nó học ưu tiên 3 cái này đó. Bây giờ quán trường nhộn nhịp nên tổ chức cái sự kiện gì? Đánh nhẩm, vẽ phác họa, giải đố hay là ném vòng? Của quán trường mà rộng rãi thì vẽ đi. Than lại nóng. Lắp mấy cục tản nhiệt cho mấy em viết tại trường phá sản luôn á. Không, này là cái gì? Lại nóng nữa. Sao 4.4 ta? Vùng nào cũng nóng nha anh. Thiệt. Thời tiết nó khắc nghiệt. Dưới tôi nó cũng nóng khủng khiếp luôn nè. Đang ở miền Tây nó dính vô cái đường nắng cục bộ á. Gọi là cục bộ chứ thực ra nó kéo dài đâu 5 tháng rồi. Nhiệt độ lúc nào cũng 30 mấy 40 chứ. Còn 50.000 đô à. Tính ra học sinh của mình thì đợt này nó cũng đậu gần hết rồi, cũng khá là an tâm. Mà sao không thấy chiếc xe nào ở đây trên vậy? Ba hai chỗ đầu xe đạp mà cuối cùng không có chiếc xe nào luôn. Rồi nóng lạnh như không mấy em? Nó đang ở đây vẽ tranh. Bây giờ lên level 2 khá là nhiều rồi nè. Con này lên tới 40 luôn nè. Trời có hai gì ông ơi. 40 nhưng mà mấy cái chỉ số khác nó lại hơi thấp. Tuyển dụng thì một lần cũng khá là nhiều. Đồ bếp thì vẫn chưa có ai lên. Cái này toàn bộ là bảo vệ hết. Có hai đồ bếp nữa. Lên tối đa 30 thì cũng không ngon cho mấy. Đầu bếp nãy giờ mình trên là hai người này lên cũng khá khá đó nha. Nè 17 rồi nè. Bây giờ có đuổi thì đuổi thằng 17 này đi. Khả năng chỉ làm tới đây thôi. Không có chứng chỉ nấu ăn gì luôn. Tí nữa mình nâng cái căng tin lên là toàn. Hiện tại thì chưa có ai phàn nàn gì cả. Chỉ có một số học sinh là chê cái món ăn nó khá là dở thôi. Tí nữa có canteen cho các em. Đây là môn nghệ thuật trung cấp. Tiếp theo là môn thể chất. Em thấy cái lớp học nó khang trang hơn nhiều gì chưa? Cái phòng này thì một cái bảng đen. Bảng đen một cái thôi. Ghế vẽ. Cái bàn mẫu vật hả? Ghế vẽ sao cũng được có một cái vậy ta? Nói ghế vẽ phải nhiều vô chứ. Còn 48.000 đô thôi. Cái này phụ 2, cái này 1, cái này 2, 3, 3. Thiếu tầm nhìn và khá nóng. Thiếu tầm nhìn thì mình thêm cửa sổ vô hoặc là đèn. Thêm cái cửa sổ. Sáng chân luôn. Quá đẹp. Hợp lý, vừa phải. Còn nhiệt độ quá không? Chuẩn bị sẵn cho học sinh lên cấp 3 luôn rồi đó. Rồi, 14 học sinh đã đi mà phiêu lưu về khá là vui vẻ. Hân hạnh được gặp Ngài, tôi tên là Bi Chích, đại diện của hội phụ huynh học sinh. Nghe nói Ngài đã tịch thu mấy món hàng cấm của học sinh, làm như vậy rất là đúng đắn. Những thứ đó chỉ gây ảnh hưởng đến phiền nhiễu đến đủ trẻ mà thôi. Hãy để cho chúng tôi lo liệu phần còn lại. Tái chế hay gửi trả đầu tịch thu sẽ làm tăng danh tiếng của Ngài. Điểm PTA có nghĩa là gì? Đây là cái điểm mà Reddit Phone được sử dụng bởi PTA. Bạn có thể sử dụng này để trao đổi một số vật phẩm từ đến cái hội phụ huynh này. Tôi tin nếu bạn tìm thấy một vài cái điều có thể giúp đỡ cho những đứa trẻ. Điều mấy cái này tác dụng méo gì? Tôi trả thôi. Đây, thứ 6 hàng từ từng ở cổng trường người bà này sẽ lại đó là trao đổi với mình. Đây mình có thể trao đổi với bà nè. Mình có 105 điểm. Mua mỗi loại một cái, không biết là cái gì. Cái này mua được cái nữa. Biệt. Rồi bây giờ làm sao mà cho giáo viên đeo cái đó? Đây là cái chứng chỉ của mỗi cái giáo viên. Không có mối quan hệ. Đi bộ. Mấy cái này cũng khá là thỏa mãn. Đội nhập vai hiệu trưởng hả? À. Chống mặt vãi. Quá chóng mặt luôn. Thôi 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 thôi. Mấy cái sạp này đang kiếm lại tiền cho mình cũng khá là nhiều đó. Nào. Giáo viên thì cứ tiếp tục lên trình độ giảng dạy đấy. Này có cái gì mới đây? Tiêu chí mới à? Mấy cái này không biết cài làm sao. Cho nó chạy dòng số 8. Đặt một cái ở đây. Lần trước tôi cũng xây gì nào nhưng mà cuối cùng thì không biết sao để nó hoạt động. Mình có một số cái quy chương rồi nhưng mà không biết làm cái tuần lễ vệ sinh này nó ra sao. Giờ mình chắc đi đào tạo người mới. Đây nhân viên mới mình mới tuyển hồi nãy level 2 nè. Giáo viên, nhân viên nghiên cứu 4 ngày 2.800, 5 ngày lên được 43 là gần mát luôn. 4 ngày thôi. Bếp đã mở phá chứng chỉ nghiên cứu. Chỗ này mình có thể tuyển sinh thêm một số học sinh cấp 1. Mình nên đầu tư thêm cho nó. Không đủ tiền. Đầu tư cái này ngon, quan trọng nè. Đỡ là cho nó học hành nghiêm chỉnh cái đây. Rồi mình nghiên cứu cái mới sau. Tí nữa tôi sẽ nghiên cứu cái căng tin. Học sinh nó khá là phiền muộn với món ăn rồi nè. À chưa, hết rồi. Ôi ôi ôi, có vay nợ nữa. Cái gì? Con sen dưới đây nữa vậy? Kiểu này mình vẫn dư sức, mình ăn thêm khá nhiều. Giáo viên chủ nhiệm thì chắc tăng giảng dạy. Em hồng trần hồng này 2 ngày nữa mới hết. sắp thi chưa ta? Sắp thi rồi, ngày hết thứ 6 rồi. Bây giờ xong cái phần học hành cho nó sinh hoạt đầu tuần luôn. Sắp thi rồi, sắp thi rồi, cố lên mấy em. Chắc là không đứa nào gớt đâu ha. Thi này là lớp nào ta? 12 đứa. Rồi, đậu hết 22 đứa luôn. 9 đứa cấp 1 với mà 13 đứa cấp 1 với 9 đứa cấp 2. Ngon. Đó. Lên đường hạng 7 rồi nè, hồi nãy là hạng 9. Tuyệt hảo, có thêm kinh phí không? 15.000 cũng được. Mình sắp lên nổi tiếng khu dân cư lên 100 rồi đó. Kết thúc lễ hội, không có dọn dẹp gì luôn. Nên sắp lên trường được cấp 3 rồi. Rồi thiếu thốn một tí. Tết Trung Thu. Đi chơi thì được thêm tiền. Một số cái này. Thường lễ học tập tăng cái này. Tết Trung Thu đi cho nên nó vui một tí. Bán 11 bánh Trung Thu và sử dụng 4 cái đèn trời. Méo biết làm sao luôn. Bây giờ qua từng mới, tiếp nhận toàn bộ. Tiếp nhận toàn bộ. Giáo viên thì 1 với 2 thôi. Bây giờ học sinh nó đã có là nguyện vọng khác nhau. 62 toán. Ủa khoan. Lớp 21. Lớp 31. Này sao nó lại thành cấp 2 rồi? Cái này lớp 2, cái này lớp 3, cái này lớp 1. Giờ sao chỉnh nó thành lớp 1 ta? À đây. Một hai nè, 21 nè, 31 nè. Ủa sao lên 12? Cấp 1 nó vẫn ghi là 12. Vì đọc vừa phải qua trái hả? Năm trước, năm 2, năm 3, năm 1. Vậy thì nó là 11. Nhưng mà lại ghi ở đây 12 méo hiểu luôn. Bây giờ cho học sinh vô. Bây giờ cấp 3, bây giờ nhiều đứa nó sẽ có cái nguyện vọng nó cao hơn. Vẫn là chưa có nghệ thuật gì hết. Vẫn là văn với toán thôi. 62, 17, hai đứa này thì nó cần chuyên biệt. Em này quản lý 31. Em 27, 31. Giáo viên. Cô Lâm thì không cần. Cấp 1 thì khá dễ rồi. Cho Logan đi được rồi. Cái này tăng môn nghệ thuật. Còn cái này tăng môn thể chất. Có hai đứa là nó đòi học nhiều thôi. Ngữ văn nó hơi nhiều hết thôi. Học như thế này là nó mới vừa đủ đậu thôi đó. Tiếp theo lớp 21 thì nó đậu hết rồi. Lớp 31 thì sao? Cũng ok luôn. Tiếng nữa mình có khi mình tuyển thêm một lớp nữa. Còn level 1 không à? Level 1 không thì bây giờ không cần. Bốn mươi. Hai mươi lăm độ đó. Phát biểu luôn. Hãy cùng nhau đón chào hiệu trưởng của chúng ta nào. Đây, cô giáo tóc sạch của chúng ta đây. Wow, rất là hưng phấn. Mở đầu theo kiểu nó thân thiện. Wow, khán giả rất hưng phấn, bầu không khí còn 10, bàn về mà trường lớp. Không 10 luôn, rất là tự tin, khen ngợi. 50 luôn. Rồi. Không có đứa nào tốn 1.000 đô, khích lệ tinh thần. Đô la thần trưởng, lên có 5 điểm rồi. Quý vị học dọn cái này à. Khuyến khích đó. 10 điểm. Thỏa mãn. Tương đối. 3 phòng ban đã bị chết. Quản lý 10 xuống 15. Phòng quản lý bây giờ là hơi nặng việc. Trong phòng hiệu trưởng cũng hơi bị nặng luôn. Bây giờ làm sao ta? Chắc phải xây thêm một cái phòng ban quản lý nữa. Lâm đứng lớp 2. Áp lực 7, áp lực 19. Magimod lên. Magimod chịu được áp lực tốt. Giờ tiếp theo mình canh tuyển sinh. 3 người một tuần, bên đây 15 người một tuần. Phố Thanh Thạch này có nên đầu tư thêm không? Cứ đầu tư thì tập trung đầu tư cái này 500 điểm gán để dành này lên luôn. Nhưng mà hơi nặng nha. Đây mình xây được cái gì không? Cơ sở có cái mới nơi nè, quản lý, phòng thanh nhạc. Một dàn lo luôn, tha hồ mà ca hát nha các em. Mình có cái lồng đèn. Ủa? Chấm than tại sao? Lạnh quá à. Mười 4 độ lạnh gì nữa. Ủa căng quá vậy? Bắt đầu lạnh rồi, mình phải chuyển qua sưởi ấm. Bà cũng phải đang nướng. Độ 18 độ. Rồi, bây giờ coi như học hành nó xong gần hết rồi đó. Học sinh nó chơi vui một tí này. Rồi qua biểu này mình có thêm hai cái mới. Mình có thể boost lên những cái môn xã hội. Ví dụ cái lớp 1 này mình đang thiếu môn xã hội. Không có bỏ được hết ta. Cái bắt buộc phải là sinh hoạt lớp luôn rồi. Mình không có chọn cái khác được. Không tiêu hủy được môn này. cố định luôn rồi. 4 tiếng nữa mình có thể tuyển thêm. Ước chẹp 7 người. Ước thì biết sao giờ. Game này nó gây nghiện vết luôn á anh em. Chơi xong mà có ngừng được. Tôi sợ mình có cái gì mới nữa hay nào. Xong bóng bàn. Năng lực quản lý vẫn chưa đủ. Không lẽ xây thêm một vòng quản lý nữa. Nếu tôi Lâm lên làm quản lý thì mất đi một giáo viên chủ nhiệm á. Tạm ngưng nghiên cứu đi dạy học. Mình sẽ tuyển thêm một nhân viên nữa để làm đây cũng được rồi nè. Giáo viên thì mình đang cần giáo viên gì ta? Giáo viên cũng khá đủ rồi. Nên ưu tiên vào cái người quản lý hoặc là nghiên cứu. Vẫn thiếu một giáo viên thể chất. Quá kém luôn. 16. Bấm bầm bậy quá rồi. Muốn làm được nào. Tuyển. Điểm nữa. Cái này 40 điểm. Tăng thêm 15 học sinh, thêm điểm cống hiến. Cái này tốt nghiệp. Làm sao để bán bánh trung thu nào? Lại có con gì nữa đây? Đi có một cái xe đạp nè, nãy giờ mới thấy luôn. Đương nhiên là ngày nuôi mèo ấy. À. Cái gì? Cháy. Hình như nó dập được đám cháy rồi. Không sao. Rồi. Cháy lúc học nữa chứ. Ừ. Không sao hết, có thầy này coi. cho món bàn này. Mười học sinh có nguyện vọng 4 sao, 5 bằng học sinh có nguyện vọng 5 sao. Cái này thì tăng số lượng học sinh thôi. Cái này tổng điểm xây dựng. Chữ đầu vào ở đâu? Giảm lương nhân viên xuống 5%. Lên top 6 rồi nè. Ước dẹp thì chắc mình phải xây mấy cái hàng lan cho nó nói vô đây luôn quá. Đấy, quên tuyển sinh rồi. Rồi, 2 tiếng nữa. Không, 29 hết hạn rồi thì không cần đầu tư nữa đâu. Bốn năm nè. Chuyển nhóm nghiên cứu thì cho nghiên cứu luôn. Mình được 45 mát luôn đó. Còn nãy mày học với anh ta. Rồi để gắt game mày này không? Thôi cũng gần 3 tiếng này, chắc tôi nghỉ ở đây luôn. Có thời gian thì tôi sẽ tiếp tục cái chương trình mà xây dựng cái trường học này. Game khá là nghiện nha. Chưa có mà xong cái tốt nghiệp cấp 3 nữa. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian chúng ta chơi tiếp game này.